lãnh đạo Crimea tuyên bố kết quả xung đột Nga-Ukraine có tác động đến vận mệnh toàn cầu. Tổng thống Zelensky xác nhận cân nhắc cách chức tổng tư lệnh quân đội Ukraine. Nga tập trung 500 xe tăng tới gần Kharkov, lên dây cót cho trận đánh lớn. Bộ Quốc phòng Canada xem xét kế hoạch gửi Ukraine tên lửa hết hạn. Hamas bắt đầu hồi sinh tại những khu vực Israel rút lui ở Gaza. Giữa bối cảnh cuộc chiến Nga-Ukraine đã kéo dài gần 2 năm và chưa có dấu hiệu dừng lại, mới đây, người đứng đầu chính quyền ở Crimea, ông Sergei Arsenov, đã đưa ra quan điểm rằng không chỉ Nga mà còn tương lai của toàn thế giới phụ thuộc vào kết quả của chiến dịch Moscow tại Ukraine. Sputnik trích dẫn ông Arsenov cho biết, trật tự thế giới mới luôn được thiết lập bởi những người chiến thắng. Ông nhấn mạnh rằng vì lý do này, vận mệnh không chỉ của Nga mà còn của toàn thế giới đang phụ thuộc vào việc thực hiện các nhiệm vụ trong chiến dịch quân sự đã được Tổng thống Vladimir Putin đề ra. Người đứng đầu Crimea tuyên bố, bất chấp tất cả những khẩu hiệu hòa bình, lịch sử tiếp nối đã chỉ ra rằng các đối tác phương Tây chỉ sử dụng vũ lực, mọi sự đã, đang và sẽ như vậy. Nhấn mạnh đến những nhà lãnh đạo tam hùng của Liên Xô, Mỹ và Anh, ông Aksenov chỉ ra rằng họ đã đề xuất những nguyên tắc cơ bản của trật tự thế giới thời hậu chiến. Tuy nhiên, Ông lưu ý rằng sự hợp tác và hiểu biết lẫn nhau giữa họ đã không duy trì được ổn định lâu dài. Hội nghị Janta diễn ra từ ngày 4 đến ngày 11 tháng 2 năm 1945 tại Cung điện Livadia, đóng vai trò quan trọng trong huy động lực lượng đồng minh chống Hitler và đánh bại Đức Quốc xã cùng thế lực quân phiệt Nhật Bản. Hiệp ước Janta sau đó đặt nền móng cho trật tự thế giới hậu chiến, tồn tại đến nửa sau thế kỷ 20, với một số yếu tố như vai trò của Liên Hợp Quốc vẫn tồn tại đến ngày nay. Tuy vậy, mặc dù nhiều thỏa thuận được đạt ở Livadia, và quyết định của Hội nghị berlin Potsdam năm 1945. Nó không được thực hiện đầy đủ trong thực tế do bắt đầu chiến tranh lạnh từ mùa xuân 1946. Liên quan đến xung đột giữa Nga và Ukraine, nhà chính trị học người Ukraine Vadim Karasev đã đưa ra đánh giá rằng quân đội Nga hiện đang chuẩn bị cho cuộc tấn công quy mô lớn. Ông ước tính một lượng đáng kể đơn vị xe tăng của quân đội Nga đang tập trung ở khu vực Kuban, bao gồm 350 xe tăng và các đơn vị tấn công mới đang được hình thành để tăng cường hoạt động trên nhiều khu vực khác nhau của mặt trận. Theo nhận định của ông Karasev, 2 đến 3 tháng tới sẽ là giai đoạn quan trọng đối với Ukraine cả về chiến lược và quân sự chính trị. Điều này là do tình hình khó khăn trên mặt trận và tình hình kinh tế của Ukraine ngày càng trở nên tồi tệ. Ngày 4 tháng 2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lần đầu tiên xác nhận, ông đang cân nhắc cách chức không chỉ Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Valery Zaluzny, mà còn một số quan chức khác. Theo đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông Italy, ông Zelensky nói, khi chúng ta nói về vấn đề này tôi nghĩ đến sự luân chuyển của một số lãnh đạo nhà nước không chỉ trong một lĩnh vực như quân đội tôi đang cân nhắc việc thay thế ông salutny nhưng không thể nói đến việc thay thế một người ở đây nhà lãnh đạo ukraina nhấn mạnh tôi đang nghĩ đến vấn đề nghiêm trọng không chỉ liên quan đến một người mà đến đường lối lãnh đạo đất nước nếu muốn chiến thắng chúng ta phải đi cùng một hướng chúng ta không thể nả lòng mà phải có năng lượng đúng đắn và tích cực không bỏ cuộc tổng thống dường như đang ám chỉ đến việc thiếu năng lượng tích cực ở vị tướng hàng đầu của mình người mới đây đã kêu gọi thiết kế lại toàn bộ các hoạt động trên chiến trường và từ bỏ lối suy nghĩ rập quần, lỗi thời trong một bài xã hội do CNN xuất bản. Ông Zelensky đã công khai chỉ trích cách tướng Zaluzny mô tả cuộc xung đột là bế tắc trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 11. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn hôm 4 tháng 2, Tổng thống Zelensky thừa nhận rằng thực sự đã có bế tắc trong cuộc chiến trên bộ, thậm chí còn lặp lại lời câu gọi của Zaluzny về các phương tiện kỹ thuật hiện đại để tiếp tục cuộc chiến chống lại Nga. Ông tuyên bố, đạn dược là không đủ. Theo các nguồn tin nội bộ nói với Washington Post, ông Zelensky được cho là đã cảnh báo trước với chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng ông dự định sa thải tướng giáo tin tức mà Nhà Trắng đưa ra là không ủng hộ hay phản đối. Hôm mùng 4 tháng 2, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jack Sullivan xác nhận với CBS rằng Washington không phải là nơi để lôi kéo vào các quyết định nhân sự như việc sa thải tướng Zaluny, ông Sullivan nói. Đó không phải là điều mà chính phủ Mỹ nên cân nhắc bằng cách này hay cách khác theo thông tin từ một quan chức cấp cao giấu tên của bộ quốc phòng ukraina tổng thống zelensky vẫn chưa chính thức sa thải vị tướng này và thậm chí còn chưa chọn được người thay thế zalutny các nguồn tin cũng nói với washington post rằng ông zelensky đang tìm kiếm một vị trí mới thích hợp cho chỉ huy quân sự của mình với hy vọng làm dịu đi sự phản đối của công chúng đối với việc sa thải ông zalutny những đồn đoán về quyết định sa thải tướng Zaluzhny xuất hiện khi quan hệ giữa Tổng thống Zelensky và tư lệnh quân đội Ukraine trở nên căng thẳng sau cuộc phản công thất bại vào năm ngoái. Hồi tháng 11 năm ngoái, tướng Zaluzhny nói chiến trường Ukraine đã lâm vào bế tắc và khó có thể đạt đột phá. Bình luận này đã bắp chỉ trích gây gắt từ giới lãnh đạo chính trị. Ông Zelensky và các đồng minh tỏ ra lạc quan hơn về cuộc chiến, nói Ukraine vẫn có thể và sẽ đẩy lùi lực lượng Nga khỏi các lãnh thổ đang kiểm soát hai người dường như cũng xảy ra bất đồng về đề xuất huy động thêm nửa triệu tân binh cho quân đội Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn tuần trước, tướng Zaluzny cho rằng một số cơ quan chính quyền đang ngăn cản Ukraine đạt các mục tiêu then chốt, trong đó có xây dựng lực lượng chiến đấu hiệu quả để đối phó với quân Nga. Nhà nghiên cứu Iga Tiskevich tại Viện Tương lai Ukraine tin rằng ông Zelensky có thể bấp chỉ trích nếu sa thải tướng Zaluzny bởi tư lệnh quân đội Ukraine hiện nay rất được lòng người dân và binh sĩ. Tuy nhiên, Chuyên gia này nhận định bất bình sẽ tan biến trong vòng vài tháng nếu lãnh đạo mới có thể chỉ huy thành công chiến dịch phản công tiếp theo. Ngày 4 tháng 2, trang tin Newsweek đưa tin, Hải quân Ukraine tuyên bố các hoạt động của lực lượng Nga ở Biển Đen đã trở nên rất phức tạp nếu không muốn nói là bị tê liệt sau gần 2 năm xung đột. Người phát ngôn của Hải quân Ukraine, ông Dmitry Pletenchuk cho biết, Nga đã mất tới 25 trong số khoảng 80 tàu hải quân thuộc nhiều loại khác nhau mà nước này đã triển khai trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột vào năm 2022. Ông Pleitenchuk nói rằng có tới 35 tàu trong số này đã gây ra mối đe dọa thực sự đối với Ukraina, mang lại cho Nga khả năng tấn công tầm xa và tạo điều kiện cho Moscow hoạt động xung quanh bán đảo Crimea và khu vực miền nam Ukraina. Người phát ngôn Hải quân Ukraina cho biết thêm, 25 tàu khác nhau đã bị phá hủy, 35 tàu đang được sửa chữa. Hiện Nga chưa bình luận về thông tin này. Cùng ngày 4 tháng 2, Giám đốc Tình báo Quân đội Ukraine HUR Kirillo Budanov cho biết, tàu hộ vệ tên lửa của Nga mà Ukraine tuyên bố đánh chìm ngoài khơi bờ biển Crimea hôm 1 tháng 2 đã bị phá hủy bằng 6 máy bay không người lái UAV của lực lượng hải quân. Trước đó hôm 1 tháng 2, Tình báo Quân sự Ukraine thông báo đánh chìm tàu Ivanovets, một tàu hộ vệ tên lửa lớp Tarantul thuộc hạm đội Biển Đen của Nga, sau khi tàu bị đâm trực tiếp vào thân và bị hư hại không thể khôi phục. Theo ông Budanov, vụ tấn công do một trong những đơn vị đặc biệt của HUR nhóm 13 tiến hành bằng cách sử dụng xuồng không người lái Magura V5. Đây là loại xuồng không người lái hải quân đa năng có thể được sử dụng để giám sát, trinh sát, phát hiện và loại bỏ mìn, tìm kiếm cứu hộ và chiến đấu. Ông Budanov tuyên bố, do bị hư hại, tàu bị lật về phía sau và chìm. Theo dữ liệu sơ bộ, hoạt động tìm kiếm cứu nạn do đối phương tiến hành đã không thành công. Từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng nổ vào tháng 2 năm 2022, Biển Đen nổi lên như một mặt trận quan trọng. Ukraine tuyên bố sẽ dừng lại quyền kiểm soát Crimea, bán đảo ở phía nam Ukraine trên Biển Đen và sắp nhập vào Nga năm 2014. Ukraine được cho là đã phá hủy một tàu ngầm lớp kilo của Nga cũng như làm hư hại một số tàu đổ bộ của Moscow như Min, Saratov và Olenekovsky Koniak. Trong những tháng đầu của cuộc chiến, tàu Moscow xoáy hạng biển đen của Nga bị chìm. Ukraine tuyên bố tên lửa Neptune đã thực hiện vụ tấn công. Nga được cho là đã di rời một số tàu ở Biển Đen từ bán đảo Crimea đến căn cứ Novorossi ở khu vực krasnodar của Nga, cách xa bờ biển Ukraine. Nga cũng được cho là đang thiết lập một căn cứ khác ở Biển Đen ở Abkhazia, một khu vực ly khai của Kusia. Các động thái này giúp tách biệt các khí tài của Nga ở Biển Đen, ra xa tầm tấn công của Ukraine. Ukraine không có lực lượng hải quân mạnh, nhưng đã sử dụng các phương tiện không người lái và tên lửa do phương Tây cung cấp để đạt hiệu quả cao trong các trận tập kích vào mục tiêu của Nga. Cuối năm ngoái, Anh và Na Uy thông báo sẽ cung cấp các tàu rà phá bom mìn, gần 20 tàu đột kích và 20 phương tiện đổ bộ cho hải quân Ukraine. Chính phủ Anh cho biết, các khoản viện trợ từ các đồng minh NATO sẽ giúp Ukraine chuyển đổi lực lượng hải quân, đưa lực lượng này ngang hàng với liên minh và tăng cường an ninh ở Biển Đen. Giữa bối cảnh tình hình chiến sự khốc liệt, ngày 4 tháng 2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến thăm các vị trí tiền phương của quân đội Ukraine gần làng Robotine, nơi gần như nằm trên chiến tuyến. Sau chuyến thăm, ông Zelensky viết trên mạng xã hội rằng Tỉnh Zaporizhia, Robotine, vị trí của lữ đoàn cơ giới số 65, tôi đã trao đổi với những người bảo vệ, gửi lời cảm ơn và trao tặng tới họ giải thưởng cấp nhà nước. Thật vinh dự được có mặt ở đây ngày hôm nay. Video đăng trên Facebook cho thấy, Tổng thống Ukraine khoác áo chống đạn gặp gỡ các binh sĩ trong căn phòng tối, dường như là căn hầm dưới lòng đất. Ông Zelensky nói với binh sĩ, Tôi rất vinh dự được có mặt ở đây hôm nay để khen thưởng các anh vì các anh đang gánh trên vai một nhiệm vụ khó khăn và mang tính quyết định, đó là đẩy lùi đối thủ và giành chiến thắng trong cuộc xung đột này. Hậu tổng ông Zelensky trong chuyến thăm Robotine là tránh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Zemak. Lực lượng Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát Robotine hồi tháng 8 trong cuộc phản công chống lại lực lượng Nga. Trước đó cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine thông báo lực lượng phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi một cuộc tấn công của Nga gần làng Robotine nhưng không tiết lộ chi tiết. Vùng Zaporizhia đã sắp nhập Nga sau một cuộc trưng cầu dân ý, nhưng Ukraine không công nhận. Quân đội Nga hiện chưa kiểm soát hoàn toàn Zaporizhia. Trong một diễn biến khác liên quan đến cuộc chiến, cùng ngày 4 tháng 2, Nga thông báo số người thiệt mạng trong cuộc tấn công của Ukraine vào một tiệm bánh ở thành phố Lysychansk phía đông do Nga kiểm soát đã lên tới 28 người. Trước đó, ngày 3 tháng 2, Moscow cho biết Kiev đã tấn công một tòa nhà có tiệm bánh nổi tiếng với người dân địa phương. Hiện Ukraine vẫn chưa bình luận về vụ tấn công. Lysychansk là một thành phố ở vùng Lugansk do lực lượng Nga giành quyền kiểm soát sau một trong những trận chiến tàn khốc nhất hồi mùa hè năm 2022. Giữa tình hình quân đội Ukraine được cho là đang thiếu vũ khí đạn dược, Bộ Quốc phòng Canada dường như đang xem xét khả năng cung cấp tên lửa không đối đất CRV-7, loại vũ khí vốn đã được lên kế hoạch loại bỏ cho Ukraine. Đài truyền hình CBC của Canada cho biết, lực lượng vũ trang Canada hiện đang giữ một lượng lớn tên lửa CRV-7 với tổng số 83.303 đơn vị. Loại tên lửa này đã được phát triển từ những năm 1980 và ngưng hoạt động vào đầu những năm 2000. Ba năm trước, chính phủ liên bang đã ký hợp đồng để xử lý tên lửa trong nhiều năm. Ngày 2 tháng 2, trong buổi họp quốc hội, lãnh đạo đảng bảo thủ đối lập Canada đã đề xuất việc gửi vũ khí này tới Ukraine. Ông cho biết, thay vì khiến người dân Canada trả hàng triệu đô la Mỹ cho việc phá hủy CRV-7, Vũ khí này nên được gửi cho Ukraine để họ có thể sử dụng bảo vệ lãnh thổ. Bộ Quốc phòng Canada đã xác nhận vẫn giữ tên lửa và coi chúng là một phần của gói viện trợ quân sự trong tương lai. Mặc dù có hàng chục nghìn tên lửa có động cơ, không phải tất cả chúng đều trang bị đầu đạn. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Canada, Daniel Midden cho biết, chính phủ đang xem xét khả năng chuyển giao tên lửa cho Ukraine. Ông nhấn mạnh rằng, trước khi gửi vũ khí đến Ukraine, Ottawa sẽ hợp tác chặt chẽ với Kiev để đảm bảo rằng mọi khoản quyên góp đều đáp ứng nhu cầu quân sự của nước này. Bộ Quốc phòng hiện đang tiến hành thử nghiệm để đảm bảo vũ khí này hoạt động hiệu quả và an toàn khi vận chuyển đến Ukraine, chuẩn bị cho bất kỳ khoản viện trợ tiềm năng nào. Tên lửa CRV-7 được phát triển bởi Bristol Aerospace là một trong những tên lửa không đối đất mạnh mẽ được sử dụng rộng rãi bởi các lực lượng quân sự trên thế giới trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Nó được thiết kế để triển khai từ trực thăng và máy bay chiến đấu. CRV-7 là loại tên lửa sử dụng động cơ nhiên liệu rắn, có chiều dài khoảng 2 mét và trọng lượng 14,5 kg. Khi được trang bị đầu đạn, trọng lượng của tên lửa là 20 kg. Với khả năng đạt vận tốc tối đa Mach 2, tương đương 2.450 km h CRV-7 nhanh gấp đôi tốc độ âm thanh, biến nó thành một trong những tên lửa không đối đất nhanh nhất hiện nay. Sau xung đột giữa Nga và Ukraine, nhiều người đề xuất ý kiến rằng Mỹ có thể cung cấp máy bay tấn công mặt đất A-10 Warthog cho lực lượng vũ trang Ukraine như một phần của các gói viện trợ vũ khí cho chính quyền Kiev. A-10 Warthog đã có tuổi đời hơn 45 năm Lần đầu tiên đưa vào sử dụng vào năm 1977, máy bay này được thiết kế trong thời kỳ chiến tranh lạnh với mục đích chống lại đội hình thiết giáp của Liên Xô và đến ngày nay, A10 vẫn là máy bay hỗ trợ trên không hàng đầu của phương Tây. Các suy đoán về khả năng Mỹ chuyển giao máy bay A10 dựa trên việc không quân Mỹ đã loại bỏ một số lượng lớn chiếc này. Điều này cho thấy, mặc dù đã có quyết định loại bỏ số lượng lớn máy bay A10, nhưng vẫn còn tồn tại một số chiếc trong dự trữ và vẫn hoạt động. Chúng có thể được sử dụng và chuyển giao cho Ukraine. Chi phí vận hành và nhu cầu bảo trì của A-10 cho đến nay vẫn là thấp nhất so với bất kỳ máy bay chiến đấu có người lái nào của Mỹ và chỉ tương đương với các máy bay của Liên Xô. Mặc dù không có khả năng như máy bay chiến đấu F-16, nhưng A-10 vẫn được coi là phù hợp để hoạt động gần tiền tuyến trong thời gian ngắn hoặc tại các sân bay tạm thời. Trường ngại ban đầu trong việc cung cấp máy bay A-10 cho Ukraine xuất phát từ loại vũ khí chính của chiếc máy bay này. Đó là pháo quay 7 nòng GAU-8 sử dụng đạn uranium nghèo, có khả năng xuyên thủng áo giáp của các phương tiện thiết giáp hiện đại. Mặc dù Anh đã cung cấp loại đạn gây tranh cãi này cho Ukraine từ đầu năm 2023, tuy nhiên Mỹ vẫn chưa đồng ý. Báo Telegraph đã đưa ra lý do Mỹ đã từ chối cung cấp máy bay A-10 cho Ukraine và nhấn mạnh vấn đề Washington không muốn đánh mất danh tiếng trong lĩnh vực quốc phòng, đặc biệt sau khi nhiều vũ khí của cả Mỹ và phương Tây đã chịu thiệt hại nặng trên chiến trường Ukraine. Một số chuyên gia quân sự cho rằng, quyết định không cung cấp máy bay tấn công A-10 dựa trên những mối nguy hiểm mà chiếc máy bay này có thể đối mặt trên chiến trường Ukraine. Một tình huống đáng lo ngại khác là hàng chục máy bay do Mỹ sản xuất có thể bị tấn công và phá hủy tại sân bay mà không kịp thời hành động để hỗ trợ Ukraine. Điều này làm nổi bật mật độ phòng không trên mặt đất của quân đội Nga đã gây tổn thất lớn cho không quân Ukraine. Từ cuối năm 2022, các nguồn tin phương Tây đã nhấn mạnh rằng mối đe dọa đối với máy bay Ukraine đã tăng lên đáng kể do Nga triển khai các máy bay đánh chặn MiG-31BM được trang bị tên lửa không đối đất R-37M loại tên lửa có tầm hoạt động xa nhất trên thế giới, khiến các căn cứ của Ukraine phải duy trì tình trạng báo động. Khả năng sống sót của A-10 tại Ukraine trở nên đáng nghi ngờ, đặc biệt là khi xem xét về thành tích chiến đấu của máy bay này trong chiến tranh vùng vịnh năm 1991. Lực lượng phòng không tầm ngắn của Iraq đã gây hư hại hoặc phá hủy 20 chiếc A-10, buộc máy bay này phải dừng các hoạt động chiến đấu trên chiến trường. Điều này rất đáng lo ngại bởi lẽ, khả năng phòng không của Iraq trong chiến tranh vùng vịnh năm 1991 được đánh giá là khá yếu và lực lượng vũ trang của quốc gia này phần lớn đang trong tình trạng hỗn loạn. Đáng chú ý, Mỹ cũng đã cố gắng giảm thiểu thiệt hại cho các tài sản quân sự của mình thông qua việc kiểm soát cẩn thận cách chúng được triển khai. Đặc biệt là sau khi xe tăng Leopard 2 của Đức và xe tăng Challenger 2 của Anh gặp phải tổn thất nặng nề ở Ukraine xe tăng M1 Abrams của Mỹ không chỉ được giao cho Ukraine muộn hơn rất nhiều so với xe tăng của Anh và Đức mà chúng chỉ còn hoạt động tại các khu vực cách xa tiền tuyến. Các phương tiện chiến đấu Bradley của Mỹ triển khai trên tiền tuyến đã phải đối mặt với tổn thất nặng nề với hơn 70 chiếc được ước tính đã bị phá hủy hoặc bị bắt giữ. Mặc dù những phương tiện chiến đấu này có thể được coi là ít quan trọng hơn nhiều trong hình ảnh của ngành quốc phòng Mỹ, Lo ngại về tổn thất nặng nề cũng được coi là lý do chính khiến Mỹ miễn cưỡng hơn nhiều so với các đồng minh châu Âu trong việc cho phép chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine. Các quan chức Mỹ liên tục giảm tầm quan trọng của các cuộc tấn công đã được xác nhận từ phía Nga, đặc biệt là đối với các hệ thống phòng không Patriot ở Ukraine. Đây là những hệ thống vũ khí đắt tiền và cấp cao nhất mà Mỹ từng chuyển giao cho nước này. Lực lượng phòng không Nga đã ghi nhận kỷ lục về phạm vi hạ gục mục tiêu trên mặt đất bằng cách sử dụng hệ thống S-400. Đáng chú ý, hệ thống tên lửa tầm xa nhất của Nga là S-500 vẫn chưa từng được sử dụng trên chiến trường Ukraine. Mặc dù vị thế của máy bay chiến đấu Nga so với các đối thủ phương Tây và Trung Quốc đã giảm đáng kể kể từ khi kết thúc chiến tranh lạnh, nhưng các hệ thống phòng không trên mặt đất của nước này vẫn được đánh giá là số một trên thế giới. Lực lượng không quân Ukraine hiện đang có khả năng duy trì các hoạt động chiến đấu cho đến thời điểm hiện tại, chủ yếu nhờ vào số lượng máy bay chiến đấu được viện trợ từ các nước phương Tây. Điều này bao gồm hàng chục máy bay chiến đấu MiG-29, trước đây đã được Liên Xô xuất khẩu sang các quốc gia hiệp ước Warsaw trong những năm 1980 và đầu thập kỷ 1990. Tham nhũng từ lâu đã là một vấn nạn ở Ukraine. National Interest mới đây đã đánh giá vấn nạn tham nhũng khó có thể phá vỡ Ukraine. Nhưng giữa một cuộc chiến, nó có thể là giọt nước cuối cùng làm tàn vỡ đất nước. Giáo sư an ninh quốc tế tại Đại học Birmingham, ông Stefan Gore và giáo sư quan hệ quốc tế tại Học viện Luật Đại học Quốc gia Odessa, Ông Teniana Maliarenko bình luận rằng vụ bê bối tham nhũng mới nhất Ukraine đang kể một câu chuyện phức tạp. Cụ thể, vụ tham nhũng này liên quan đến 100.000 quả đạn súng cối trị giá vào khoảng 40 triệu đô la Mỹ đã được thanh toán nhưng chưa bao giờ được giao. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau khi câu chuyện này nổi lên, Ukraine đã đạt được thứ hạng tốt nhất từ trước đến nay trong chỉ số nhận thức tham nhũng hàng năm do Tổ chức Minh bạch Quốc tế TI biên soạn. Vì thế được cải thiện trong chỉ số TI chứng tỏ rằng những nỗ lực của tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhằm trấn áp tham nhũng bao gồm cả trong vòng thân cận với ông đã dẫn đến một số cải tiến. Mặt khác, vụ bê bối đạn dược cũng là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy tham nhũng đã lan rộng và bình thường hóa như thế nào khi các quan chức quốc phòng cấp cao và các nhà quản lý của một nhà cung cấp vũ khí thông đồng để tước đoạt nguồn cung cấp quân sự quan trọng của đất nước họ vào thời điểm đất nước họ đang phải đối mặt với mối nguy hiểm hiện hữu. Ukraine vẫn cầm cự được sau 2 năm xung đột gay gắt, bất chấp nạn tham nhũng tràn lan và đã thể hiện khả năng phục hồi đáng kể bất chấp các đợt tấn công liên tiếp của Nga. Song những vụ bê bối tham nhũng cấp cao này cho thấy Ukraine vẫn phải chiến đấu với nạn tham nhũng hàng ngày, và điều đó đã trở thành mối đe dọa hiện hữu hơn vào thời điểm mà sự sống còn của đất nước này đang càng phụ thuộc vào viện trợ tài chính và quân sự của phương Tây. Những quốc gia hoài nghi về Ukraine ở Liên minh châu Âu-EU, trong đó có Hungary và Slovakia, cũng như những nước theo chủ nghĩa dân túy cánh hữu có ảnh hưởng ở Đức đã sử dụng nạn tham nhũng không thể chối cái ở Ukraine làm lý lẽ chống lại việc viện trợ thêm cho nước này. Tương tự tại Mỹ, các đảng viên Đảng Cộng Hòa cũng lập luận rằng việc thiếu giám sát có thể khiến viện trợ của Mỹ dành cho Kiev rơi vào túi các quan chức tham nhũng. Khi các chiến dịch bầu cử Mỹ và nghị viện châu Âu ngày càng nóng hơn, các bê bối tham nhũng ở Ukraine đều khiến việc nhận thêm viện trợ của Kiev trở nên khó khăn hơn, đặc biệt là giữa lúc thành tích của Ukraine trên chiến trường vào năm 2023 không đáp ứng được kỳ vọng của phương Tây. Ngoài sự bấp bênh về viện trợ, chính quyền Tổng thống Zelensky cũng trở nên dễ bị tổn thương hơn ở trong nước. Các vụ bê bối tham nhũng cấp cao lặp đi lặp lại, làm suy yếu một trong những lừa hiếu quan trọng nhất của cuộc bầu cử năm 2019 của nhà lãnh đạo Ukraine, rằng ông sẽ loại bỏ tận gốc nạn tham nhũng. Ngoài ra, khi Tổng thống Ukraine củng cố các cơ quan chống tham nhũng và cởi mở về những vấn đề mà Ukraine tiếp tục phải đối mặt, thì chiến dịch đàn áp tham nhũng tiếp tục của ông giờ đây cũng có thể bị phe đối lập trong nước coi là có động cơ chính trị. Điều này có nguy cơ làm sâu sắc thêm sự chia rẽ chính trị ở Ukraine. Đó là cơn ác mộng đối với ông Zelensky vào thời điểm giấy lên tin đồn giới lãnh đạo chính trị và quân sự Ukraine đang mâu thuẫn sâu sắc, chia rẽ sâu sắc. Liên quan đến tin đồn như vậy, cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa rõ liệu ông Zelensky có thể thay thế Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, tướng Valery Zalutny như tin đồn hoặc có đủ thẩm quyền để làm điều đó hay không. Cũng có suy đoán rằng tướng Zalutny có thể tham gia chính trường và chống lại ông Zelensky để tranh cử chức Tổng thống Ukraine. Tháng 12 năm ngoái, một cuộc thăm dò cho thấy, trong khi 62% người Ukraine cho biết họ tin tưởng ông Zelensky, trong khi 88% cho biết họ tin tưởng tướng Zalutny. Nhìn chung, vụ bê bối tham nhũng và tin đồn sự sạn nứt ở cấp cao nhất trong cơ cấu quyền lực của Ukraine hiện nay rõ ràng sẽ khiến các đồng minh phương Tây của Kiev nghi ngờ về chiến thắng của Ukraine trước Nga. Sự nghi ngờ này ngày càng tăng, viện trợ cho Ukraine sẽ ngày càng giảm. Do đó, những chuyên gia nhận định bản thân tham nhũng khó có thể phá hủy Ukraine, nhưng giữa một cuộc chiến, nó có thể là giọt nước cuối cùng khiến nước này tan vỡ vì những tác động xây chuyền trong và ngoài nước. Ngày 3 tháng 2, Trung tâm Chiến lược Quốc phòng Ukraine CDSU, Viện Nghiên cứu có trụ sở tại Kiev nhận định, Nga đã tập trung tới 500 xe tăng cùng hàng trăm thiết giáp, hàng chục nghìn quân trên mũi tiến công nhằm vào Kubiang. Khi đề cập tới dòng sông cắt ngang qua thành phố Kubiang ở tỉnh Kharkov, cơ quan này cho biết lực lượng Nga đang có kế hoạch kiểm soát toàn bộ tỉnh Donetsk và Lugang cùng một phần tỉnh Kharkov tới bờ sông Oskol vào tháng 3. Theo CDSU, Nga đã đưa 500 xe tăng, 600 phương tiện chiến đấu, hàng trăm khẩu pháo và 40.000 quân tới gần Kubang với mục tiêu giành được thành phố chiến lược này. Tổng số quân của lực lượng Nga trên hướng tiến công nhằm vào Kubang, tỉnh Kharkov và Liman, tỉnh Donetsk lên tới 50.000 người. CDSU nhận định tình trạng thiếu đạn hạn chế khả năng phản pháo của quân đội Ukraine. Ukraine cho hay Nga đã tập hợp một lực lượng lục quân khổng lồ ở chiến trường phía đông, dường như hướng mũi tấn công lên phía đông bắc, đây là khu vực Nga từng kiểm soát trong vài tháng hồi năm 2022 cho tới khi Ukraine phản công và giành lại. Tại mặt trận Abdiivka, các đơn vị Nga tiến được 100 đến 200 m trong khu vực nội đô và khu vực phía tây thành phố. Tuy nhiên, CDSU đánh giá giới chức Nga đang mở chiến dịch truyền thông nhằm hạ thấp kỳ vọng về thành công đáng kể trong đợt tiến công, đặc biệt tại Abdiivka. Tuy nhiên, cơ quan này không giải thích cụ thể lý do. Theo CDSU, Nga sử dụng ngày càng nhiều tên lửa đạn đạo trong các đợt tập kích vì năng lực của Ukraine trong việc đánh chặn loại vũ khí này đang ở mức thấp. Nga sẽ tăng cường nỗ lực mua tên lửa đạn đạo từ nước ngoài. Cho đến thời điểm hiện tại, quân đội Ukraine chưa bình luận về đánh giá của CDSU. Theo giới chuyên gia và truyền thông phương Tây, một phần của khoảng 10 lữ đoàn Ukraine, bao gồm lữ đoàn xe tăng số 3 ở phía Bắc và lữ đoàn xe tăng số 4 ở phía Nam, bảo vệ Kubiang và các khu định cư xung quanh. Đó là một lực lượng đáng kể với khoảng 20.000 quân và hàng trăm xe tăng, xe chiến đấu và pháo nhưng nhân lực và phương tiện không phải là vấn đề đối với Ukraine lúc này, vấn đề là đạn dược. Mỹ, một trong những nhà tài trợ đạn pháo 155mm lớn nhất cho Ukraine, vẫn đang lục đục đội bộ và chưa thể chuyển thêm vũ khí cho Kiev. Lượng đạn pháo được phân bổ hàng ngày của lực lượng Ukraine đã giảm xuống chỉ còn 2.000 viên, trong khi đó lực lượng Nga bắn tới 10.000 quả đạn mỗi ngày. Trong khi đó, Nga vẫn duy trì được nguồn cung ổn định và bắn tới 10.000 quả đạn mỗi ngày. ưu thế về đạn pháo cho phép Nga pháo kích liên tục vào vị trí của Ukraine mà không sợ bị phản pháo, vô hiệu hóa các cứ điểm trong khu đô thị của đối phương. Nhóm phân tích Frontalism Insight của Ukraine giải thích, tình huống này cho phép Nga thực hiện một cách tiếp cận phổ biến, phá hủy một cách có hệ thống các khu vực đô thị, khiến chúng trở nên không thể phòng thủ được. Trước nguy cơ viện trợ từ phương Tây giảm, ngày 1 tháng 2, tư lệnh quân đội Ukraine, đại tướng Valery Zaluknyi thừa nhận, nước này có thể buộc phải điều chỉnh chiến lược quân sự. Theo ông Zaluknyi, Ukraine cần tìm cách thức và năng lực mới để giành lợi thế trước lực lượng Nga để chiến thắng. Israel đã nhiều lần tuyên bố muốn thiết lập một vùng đệm ở biên giới, tiếp tục chia nhỏ vùng đất mà những người Palestine muốn thành lập nhà nước. Theo các chuyên gia và các nhóm nhân quyền, lực lượng Israel đã phá hủy nhà cửa một cách có hệ thống nhằm tạo ra một vùng đệm bên trong giải Gaza, làm dấy lên lo ngại về thiệt hại đối với dân thường. Để xây dựng vùng đệm quân sự như vậy, Israel sẽ phải kiểm soát được một diện tích lãnh thổ đáng kể ở Gaza, vùng đất nhỏ bé mà lực lượng Hamas đã nắm quyền kiểm soát từ năm 2017. Các chuyên gia cũng như các đồng minh nước ngoài của Israel vốn phản đối việc này. Giáo sư Adi Benun tại Đại học So Thái ở Jerusalem đã tiến hành phân tích hình ảnh vệ tinh về giải Gaza. Ông cho biết, kể từ khi chiến sự bùng nổ hồi đầu tháng 10 năm 2023, quân đội Israel đã nhắm mục tiêu vào các công trình ở Gaza trong vòng 1 km, tính từ biên giới giữa lãnh thổ này và Israel. Theo vị Trí gia, hơn 30% số nhà cửa ở khu vực đó đã bị hư hại hoặc bị phá hủy trong xung đột. Sự cố ngày 22 tháng 1 khiến 21 binh sĩ Israel thiệt mạng hé lộ một phần các chiến thuật được Israel sử dụng để dọn dẹp khu vực biên giới. Tại thời điểm đó, tham mưu trưởng quân đội Israel Herzi Halevi cho biết 21 quân nhân dự bị đã thiệt mạng trong một hoạt động phòng thủ ở khu vực ngăn cách cộng đồng Israel với Gaza, giúp cư dân trở về an toàn. Quân đội Israel tiết lộ họ đã đặt chất nổ để làm nổ tung các tòa nhà khi chúng bị Hamas bắn vào. Các chuyên gia nói việc di rời cư dân Gaza, kể cả ở khu vực biên giới, có thể vi phạm luật giao tranh. Afp dẫn lời chuyên gia về quyền người tị nạn tại tổ chức theo dõi nhân quyền HRW, bà Nadia Haman. Chúng tôi đang thấy ngày càng nhiều bằng chứng cho thấy Israel dường như đang khiến phần lớn Gaza trở thành nơi không thể cư trú được. Một ví dụ rất rõ ràng về chuyện đó có thể là vùng đệm điều này có thể cấu thành tội ác cho đến thời điểm hiện tại, chính phủ Israel chưa từng công khai thừa nhận kế hoạch thiết lập vùng đệm quân sự ở Gaza. Kể từ khi chiến sự nổ ra và quân đội Israel cũng từ chối bình luận về tương thuật của AFP. Chuyên gia Sicily Helles v. tại Học viện Luật Quốc tế Na Uy cảnh báo về viễn cảnh thanh lọc sắc tộc, chuyển giao hoặc thiếu tài thiết để cuối cùng người Palestine buộc phải rời khỏi khu vực hoàn toàn. Việc giám sát các hành động của Israel ở Gaza có thể sẽ được tăng cường sau khi Tòa án Công lý Quốc tế đưa ra phán quyết vào tháng trước, yêu cầu Israel ngăn chặn bất kỳ hành động diệt chủng nào. Ngày 3 tháng 2, CB sau đưa tin, Hamas đã bắt đầu nổi lên trở lại ở những khu vực mà Israel đã rút phần lớn lực lượng cách đây một tháng, phản ánh khả năng phục hồi của nhóm này bất chấp chiến dịch trên bộ và trên không của Israel trong 4 tháng kể từ cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7 tháng 10 năm ngoái, gây ra cuộc chiến ở Gaza sau đó. Israel cho biết họ quyết tâm đè bẹp Hamas và ngăn cản lực lượng này quay trở lại nắm quyền ở Gaza, vùng đất mà Hamas đã cai trị từ năm 2007. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin AP, bốn người dân thành phố Gaza cho biết, trong những ngày gần đây, cảnh sát mặc đồng phục và thường phục đã được triển khai trở lại gần trụ sở cảnh sát và các văn phòng chính quyền khác, trong đó có gần bệnh viện Sifa, bệnh viện lớn nhất lãnh thổ Gaza. Theo người dân, họ đã chứng kiến sự trở lại của các công chức và các cuộc không kích sau đó của Israel gần các văn phòng tạm thời. Cư dân ở thành phố Gaza tên là Saed Abdenba cho biết, một người họ hàng của anh đã nhận được tiền từ một văn phòng tạm thời của Hamas. Văn phòng này được thành lập để phân phát khoản tiền 200 đô la Mỹ cho các nhân viên chính phủ, bao gồm cả cảnh sát và công nhân thành phố. Kể từ khi nắm quyền kiểm soát Gaza gần 17 năm trước, Hamas đã vận hành một bộ máy chính quyền với hàng chục nghìn công chức, bao gồm cả giáo viên và cảnh sát, hoạt động tách biệt với lực lượng quân sự bí mật của nhóm. Việc trả một phần lương cho ít nhất một số nhân viên chính quyền báo hiệu rằng Israel chưa thể giáng đòn hạ gục Hamas, ngay cả khi nước này tuyên bố đã loại bỏ hơn 9.000 chiến binh của lực lượng Hồi giáo Hamas. Theo một quan chức Hamas giấu tên, sự trở lại của cảnh sát đánh dấu nỗ lực lập lại trật tự ở thành phố bị tàn phá sau khi Israel rút một số lực lượng đáng kể binh sĩ khỏi miền Bắc Gaza vào tháng trước. Quan chức này cho biết các thủ lĩnh của nhóm đã đưa ra chỉ thị nhằm thiết lập lại trật tự ở các khu vực phía Bắc nơi lực lượng Israel đã rút lui, bao gồm cả việc ngăn chặn việc cướp phá các cửa hàng và nhà ở bị bỏ hoang khi cư dân sơ tán theo lệnh của Israel và tiến về phía nam Gaza. Sau vụ căn cứ tại Jordan bị tập kích khiến ba quân nhân Mỹ thiệt mạng, hồi đầu tuần trước, quân đội nước này đã tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các lực lượng được Iran hậu thuẫn ở cả Syria và Iraq. Động thái răn đe khu vực của Mỹ rõ ràng không chỉ gửi đi một thông điệp cứng rắn tới các nhóm lực lượng tại Trung Đông mà còn nhắm thẳng vào Iran. Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ Sencom cho biết quân đội nước này đã tấn công vào hơn 85 mục tiêu. Ngoài ra, điều phối viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby tuyên bố chiến dịch đáp trả sẽ chưa dừng lại ở đây. Sencom cho hay, những cơ sở bị tấn công bao gồm các trung tâm hoạt động chỉ huy, tình báo, tên lửa, trang thiết bị chiến đấu, cũng như các chuỗi cung ứng hậu cần. Chúng đều do vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC và các bên liên quan đứng ra tài trợ nhằm chống lại Mỹ và các đồng minh. Tại Iraq và Syria, các nhóm được Iran hậu thuẫn đã tấn công lực lượng Mỹ hơn 150 lần kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức, song hầu hết không gây thương vong. Trong một diễn biến khác, quân đội Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban vẫn xung đột liên miên. Theo lập luận của Mỹ, Iran đang tìm cách đối phó với sự hiện diện của họ ở Trung Đông và cố gắng đẩy lực lượng Mỹ ra khỏi khu vực. Phía Mỹ cho biết các cuộc tấn công đáp trả của họ là một phần trong nỗ lực nhằm chấm dứt các cuộc tấn công của Iran và gian đe những hành động tương tự có thể xảy ra trong tương lai đồng thời chấn an người mỹ rằng an ninh của họ sẽ được đảm bảo mặt khác nhà trắng muốn tránh leo thang khu vực có thể châm ngòi một cuộc xung đột tổng lực ở trung đông tại iraq mỹ đã loại bỏ nhiều thủ lĩnh lực lượng đối lập cũng như ném bom các mục tiêu bao gồm máy bay không người lái và một trung tâm điều khiển mặt đất dù vậy cho đến thời điểm hiện tại washington vẫn tránh tấn công mục tiêu bên trong lãnh thổ iran tuy nhiên rất khó để ngăn chặn iran chỉ bằng cách chạy theo các lực lượng ủy nhiệm của nước này dù trên thực tế, Iran có khả năng kiểm soát nhiều lực lượng ủy nhiệm, song họ sẽ không phải trực tiếp chịu trách nhiệm nếu các nhóm vũ trang tổ chức bất kỳ cuộc tấn công nào. Ví dụ, một số quan chức Iran được cho là có mặt trong hội đồng lãnh đạo của nhóm Kataib Hezbollah và lực lượng này đã cân nhắc thái độ của Iran về lệnh ngừng bắn trong quá khứ. Do đó, Iran có thể chiến đấu mà không phải mạo hiểm với lực lượng của mình. Các nhóm chiến binh được Iran hậu thuẫn cũng được củng cố niềm tin chính trị và đức tin vững chắc nâng cao uy tín của họ trong cộng đồng Hồi giáo đối với iran việc ủng hộ các nhóm này là một cách để họ thể hiện thái độ sẵn sàng bảo vệ người hồi giáo khỏi những chiến dịch chống lại người palestine do mỹ và israel tiến hành việc nhắm mục tiêu trực tiếp vào iran có nguy cơ gây ra phản ứng mạnh mẽ châm ngòi cho chuỗi xung đột bùng nổ không thể vãn hồi Tehran chắc chắn đã nhiều lần cảnh báo trước rằng họ sẽ đáp trả nếu người mỹ tấn công chưa tính đến những lực lượng được họ hậu thuẫn ở khắp trung đông tuy nhiên Iran cũng không có ý định lao vào một cuộc chiến trực diện với mỹ nơi họ hiểu rõ họ không có cơ hội chiến thắng ngay cả khi các cuộc xung đột vẫn diễn ra dày đặc hai bên vẫn phải đề phong sự leo thang Iran tuyên bố họ không liên quan tới cuộc tấn công vào lực lượng mỹ ở jordan về phần mình, Mỹ đã đánh tiếng nhiều ngày trước các cuộc tấn công cho phép Iran và lãnh đạo các nhóm chủ chốt tái bố trí nhân sự tìm nơi trú ẩn và hạn chế thương vong. Trong thời gian gần đây, tình hình Mỹ và Iran đang trở nên căng thẳng sau vụ tấn công khiến hàng chục binh sĩ si Mỹ thương vong ngày 28 tháng 1 có liên quan đến Iran và các nhóm phiến quân thân Iran. Ngày 4 tháng 2, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan tuyên bố rằng đây chỉ là bước khởi đầu cho hoạt động phản ứng của chúng tôi, sẽ có nhiều bước đi hơn nữa. Ông Sullivan cũng nói rằng Washington đã chuẩn bị cho tình huống căng thẳng leo thang với Iran. Ông Sullivan chia sẻ thêm, một số bước sẽ được nhìn thấy, một số bước có thể không được nhìn thấy, nhưng sẽ có thêm nhiều hành động được thực hiện để đáp trả vụ ba quân nhân dũng cảm của Mỹ thiệt mạng. Sau vụ tấn công vào căn cứ tại Jordan làm ba quân nhân Mỹ thiệt mạng, quân đội Mỹ đã tiến hành cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các lực lượng được Iran hậu thuẫn ở cả Syria và Iraq. Mỹ đổ lỗi cho Iran về các vụ tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ, cáo buộc các chiến binh được Tehran tài trợ đứng sau các vụ tấn công này. Tuy nhiên, Iran đã phủ nhận trách nhiệm động thái răn đe khu vực của Mỹ không chỉ gửi đi một thông điệp cứng rắn tới các nhóm lực lượng tại Trung Đông mà còn nhắm thẳng vào Iran. Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ, Sencom ngày 4 tháng 2 thông báo quân đội nước này đã tấn công hơn 85 mục tiêu và điều phối viên hội đồng an ninh quốc gia nhà trắng, John Kirby, tuyên bố chiến dịch đáp trả chưa dừng lại. Sencom tuyên bố những cơ sở bị tấn công bao gồm các trung tâm hoạt động chỉ huy, tình báo, tên lửa, trang thiết bị chiến đấu cũng như các chuỗi cung ứng hậu cần. Chúng đều do vệ binh cách mạng hồi giáo Iran (IRGC) và các bên liên quan đứng ra tài trợ nhằm chống lại Mỹ và các đồng minh. Tại Iraq và Syria, các nhóm được Iran hậu thuẫn đã tấn công lực lượng Mỹ hơn 150 lần kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức. Tuy nhiên, hầu hết các cuộc tấn công này không gây thương vong. Mỹ lập luận rằng Iran đang nỗ lực đối mặt với sự hiện diện của họ tại Trung Đông và đang nỗ lực đẩy lực lượng Mỹ rời khỏi khu vực. Trong bối cảnh này, Mỹ khẳng định rằng các cuộc tấn công đáp trả của họ là một phần của nỗ lực toàn diện nhằm chấm dứt các cuộc tấn công của Iran và đe dọa những hành động tương tự trong tương lai họ cũng cam kết đảm bảo an ninh cho người dân mỹ bộ trưởng quốc phòng mỹ lloyd austin tuyên bố rằng chiến dịch đáp trả của washington đã được phân chia thành nhiều giai đoạn và sẽ linh hoạt điều chỉnh dựa trên tình hình thực tế theo ông austin kế hoạch của washington đặt mục tiêu đảm bảo rằng các hoạt động đáp trả không gây leo thang tình hình trở nên nghiêm trọng tuy nhiên ông nhấn mạnh rằng mỹ không mong muốn xung đột với iran và không có ý định tìm kiếm xung đột ở trung đông hoặc bất kỳ nơi nào khác trên thế giới việc nhắm trực tiếp vào iran mang theo nguy cơ kích động phản ứng mạnh mẽ có thể đẩy mạnh chuỗi xung đột không kiểm soát được. Tehran đã cảnh báo nhiều lần rằng họ sẽ không phản kháng nếu Mỹ tấn công, đặc biệt là khi có sự hỗ trợ từ lực lượng mà họ hậu thuẫn trong khắp Trung Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani cảnh báo rằng các cuộc tấn công của Mỹ là những quyết định mạo hiểm và không hợp lý với chiến lược của Mỹ sẽ chỉ tăng thêm căng thẳng và bất ổn. Ngày 4 tháng 2, tàu sân bay Queen Elizabeth đã phải hủy bỏ nhiệm vụ tham gia cuộc tập trận lớn nhất của NATO trong 35 năm do phát hiện vấn đề với hệ thống trục chân vịt trước khi rời cảng. Tham mưu trưởng Hải quân Anh Andrew Burst cho biết, đợt kiểm tra thường kỳ trước khi ra khơi đã phát hiện vấn đề với khớp nối trên trục chân vịt bên phải của HMS Queen Elizabeth, con tàu sẽ không thể rời bến. Tàu sân bay HMS Prince of Wales sẽ thế chỗ nó, và rồi bến sớm nhất có thể để tham gia đợt tập trận Stifat -Bainster. Bộ Quốc phòng Anh đã xác nhận sự cố với tàu sân bay HMS Queen Elizabeth không liên quan đến vụ hỏng chân vịt khiến tàu HMS Prince of Wales phải hủy nhiệm vụ đến Mỹ và đợi tàu kéo về cảng để sửa chữa cách đây 18 tháng. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Anh thông báo, trục chân vịt của HMS Queen Elizabeth quá lớn và không thể chế tạo nguyên khối. Nhà sản xuất phải tạo ra ba đoạn trục tách rời, sau đó ghép chung với nhau bằng các khớp nối. Đây là vị trí xuất hiện vấn đề. Sự cố này đã khiến tàu sân bay HMS Queen Elizabeth không thể tham gia cuộc tập trận lớn nhất của NATO trong 3 năm năm qua. Lớp tàu sân bay Queen Elizabeth bao gồm HMS Queen Elizabeth và HMS Prince of Wales đều là những tàu chiến lớn nhất trong lịch sử hải quân Anh và có chi phí hơn 4 tỷ đô la Mỹ mỗi chiếc, Tuy nhiên, cả hai tàu này đều đã gặp sự cố kỹ thuật nhiều lần, nhiều vỡ ống nước và hỏng vòi chữa cháy, buộc chúng phải nằm càng sửa chữa trong thời gian dài. Cuộc tập trận Steadfast Defender năm 2024 đã bắt đầu từ ngày 24 tháng 1 và sẽ kéo dài đến cuối tháng 5 với sự tham gia của các đơn vị từ tất cả 31 quốc gia thành viên NATO và ứng viên Thụy Điển. Cuộc tập trận này bao gồm hoạt động kéo dài từ Bắc Mỹ tới sơ đông của NATO gần biên giới với Nga, khoảng 90.000 binh sĩ, 50 chiến hạm 80 máy bay quân sự và hơn 1.100 phương tiện chiến đấu sẽ tham dự sự kiện này. Theo kế hoạch ban đầu, HMS Queen Elizabeth sẽ dẫn đầu nhóm tác chiến gồm 8 tàu hải quân của Anh, Mỹ, Tây Ban Nha và Đan Mạch. Đây là lần tập trận lớn nhất của NATO kể từ năm 1988 và diễn ra trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra. NATO đã triển khai hàng nghìn binh sĩ đến Sườn Đông và đưa ra nhiều kế hoạch chiến lược nhất kể từ khi Liên Xô tán giã để đối phó với Nga. Các thành viên của NATO ở châu Âu đang tích cực tăng cường ngân sách quốc phòng và năng lực quân sự trong bối cảnh khả năng tái xuất hiện của Donald Trump trong Nhà Trắng. Tại một sự kiện tranh cử ở Las Vegas, ngày 27 tháng 1, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích các đồng minh châu Âu vì không chi đủ cho ngân sách quốc phòng. Nói về các đồng minh châu Âu trong liên minh quân sự xuyên đại Tây Dương, ông tuyên bố: "Chúng ta đang trả tiền cho NATO xong không nhận được nhiều điều. Nếu chúng ta cần sự giúp đỡ của họ, giả sử trong trường hợp bị tấn công, tôi không tin họ sẽ có mặt." Điều này không phải là lần đầu tiên ông Trump phê phán mức ngân sách quốc phòng thấp của các thành viên châu Âu trong NATO. Khi còn là Tổng thống, ông thường xuyên nhấn mạnh rằng Mỹ phải chịu trách nhiệm nhiều hơn so với các nước thành viên khác. Với sự dẫn đầu trong cuộc đua tranh đề cử của Đảng Cộng Hòa, cựu Tổng thống Trump có khả năng đối mặt với Tổng thống Joe Biden của Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử tháng 11. Ông Trump đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ vượt trội so với Tổng thống Biden trong các kịch bản đối đầu giả định. Điều này khiến viễn cảnh ông Trump trở lại Nhà Trắng ngày một lớn hơn. Thông tin từ các nguồn tin thân cận với chính phủ châu Âu cho biết, đã có một cuộc thảo luận về cách chuẩn bị và ứng phó với bất kỳ biến động nào trong chính trị Mỹ. Có người lo ngại rằng nếu ông Trump được tái cử, ông có thể quyết định rút Washington khỏi liên minh quân sự. Trong nhiệm kỳ đầu tiên tại Nhà Trắng, ông Trump đã đưa ra đề xuất về việc châu Âu hoàn trả chi phí bảo vệ của Mỹ và thúc đẩy người châu Âu đảm bảo an ninh của mình hơn, bao gồm việc giảm phụ thuộc vào khí đốt từ Nga trang web tái tranh cử của ông trump trong năm nay còn thể hiện sự ủng hộ đánh giá lại mục đích và sứ mệnh của nato hơn ba năm trước phần lớn người châu âu hoan nghênh chiến thắng của tổng thống mỹ joe biden do ông giữ quan điểm coi trọng các liên minh và tổ chức quốc tế tuy nhiên hiện nay họ đang nhanh chóng chuẩn bị cho khả năng ông trump trở lại vị trí tổng thống các chính phủ châu âu đã liên lạc với các đối tác ở washington và khắp nước mỹ để tìm hiểu về người nào có thể tham gia chính quyền của ông trump nếu ông tái đắc cử Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói: "Tôi đã làm việc với ông ấy 4 năm, tôi đã lắng nghe cẩn thận những lời chỉ trích và chúng chủ yếu về việc đồng minh đang chi quá ít cho NATO. Lãnh đạo NATO cho biết có ngày càng nhiều thành viên liên minh đang tăng cường đóng góp của họ." Ông Stoltenberg chia sẻ: "Do đó thông điệp từ Mỹ rằng các đồng minh châu Âu phải tăng cường đóng góp đã được thấu hiểu và đang đi đúng hướng. Năm 2023, 9 trong số 29 thành viên châu Âu của NATO đã đạt mục tiêu chi 2% GDP cho quốc phòng." Tính đến năm 2014, thời điểm NATO đặt ra mục tiêu này, chỉ có hai nước đã hoàn thành. Khoảng một nửa số thành viên châu Âu dự kiến sẽ đạt mục tiêu 2% trong năm nay. Tổng thống Duda của Ba Lan, một quốc gia đã chi gần 4% GDP cho quốc phòng, đã bày tỏ sự đồng thuận với nhận định của ông Trump. Ông Duda nói rằng những quốc gia láng giềng giàu có của Ba Lan muốn người đóng thuế ở Mỹ, đóng góp cho sự an toàn của họ và nếu ông ấy là tổng thống, ông cũng sẽ đưa ra những bình luận tương tự. Ngày 23 tháng 1, tổng thư ký Jens Stoltenberg công bố một hợp đồng đa quốc gia trị giá 1,2 tỷ USD để mua thêm 200.000 quả đạn pháo cỡ 155 mm. Loại này đã được cung cấp nhiều cho Ukraine trong năm qua. Những quả đạn pháo này sẽ được sản xuất tại Pháp và Đức và sau đó sẽ được bán cho Tây Ban Nha, Bỉ và Litva. Thierry Breton, ủy viên phụ trách công nghiệp của Liên minh châu Âu EU, ngày 29 tháng 1 cho biết việc tăng sản xuất đạn pháo cũng sẽ giúp khối này đáp ứng khả năng cung cấp 1 triệu quả mỗi năm cho Ukraine. Một bước đi có tiềm năng khác của châu Âu là ủng hộ Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte trở thành người kế nhiệm cho Stoltenberg khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào tháng 9. Rutte, một trong những lãnh đạo quốc gia giữ vị trí lâu nhất ở châu Âu đã từng thể hiện sự thẳng thắn đối diện với ông Trump, điều mà ít chính trị gia nước ngoài làm. Thủ tướng Mark Rutte mới đây đã tán thành ý kiến của ông Trump về cam kết chi tiêu 2%. Theo thông tin từ NATO, Bộ Quốc phòng Hà Lan thông báo rằng chỉ tiêu quốc phòng sẽ đạt 2% GDP trong năm nay, tăng từ con số 1,7% GDP của năm trước. Các nhà lãnh đạo châu Âu không chỉ quan tâm đến cuộc bầu cử Mỹ vì ông Trump đang dẫn đầu, mà còn vì Đảng Cộng hòa ngăn chặn viện trợ của Mỹ cho Ukraine. Sự đình trệ trong viện trợ Mỹ đã tạo áp lực lớn để EU phê duyệt gói hỗ trợ 54 tỷ USD cho Kiev, mà Hungary đã phản đối. Chính trị gia châu Âu nhận thức được rằng họ cần tăng khả năng tự vệ nếu ông Trump, người có lực lượng và ảnh hưởng, tái đắc cử và có thể đưa Mỹ lún sâu vào xung đột Nga-Ukraine. Ủy viên Bretton cung cấp thông tin rằng ông Trump từng cảnh báo rằng Mỹ sẽ không giúp châu Âu nếu bị tấn công, một tuyên bố khiến nhiều người lo ngại về tương lai của NATO. Trong tháng 8 năm trước, cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton đã cảnh báo rằng Mỹ có thể rời khỏi NATO nếu ông Trump tái đắc cử. Thêm vào đó, Thủ tướng Bỉ Alexander Deku đã cảnh báo rằng sự trở lại của ông Trump có thể đặt châu Âu vào tình thế phải tự đứng trên chân của mình, nhưng cũng khuyến khích châu Âu xây dựng nền tảng mạnh mẽ hơn và có chủ quyền. Mặc dù có những lo ngại, nhiều quan chức NATO không quá lo lắng về khả năng tái đắc cử của ông Trump. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết ông tin rằng Mỹ sẽ tiếp tục là đồng minh trung thành của NATO, bất kể kết quả bầu cử, vì điều đó mang lại lợi ích cho Washington. Đại sứ Mỹ tại NATO, Giuliani Smith đã trấn an người châu Âu tháng trước bằng việc khẳng định rằng sự ủng hộ của Washington đối với liên minh quân sự này sẽ tiếp tục. Bất kể ai đang đảm nhận chức vụ tổng thống tại Nhà Trắng, bà nói chúng tôi nhận thấy sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho NATO ở cà phê cánh tả, cánh hữu và trung lập ở Mỹ. Thụy Điển, một quốc gia hy vọng gia nhập NATO trong năm nay và đã chi hơn 2% GDP cho quốc phòng, đang kêu gọi các đồng minh trong liên minh châu Âu liên kết chặt chẽ hơn với Mỹ. Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Binstrom chia sẻ, nếu EU muốn Mỹ tiếp tục quan tâm đến những gì đang diễn ra ở châu Âu và Ukraine, chúng ta phải thể hiện sự quan tâm tương tự đối với những gì Mỹ coi là quan trọng. Tôi luôn khuyến khích các đồng nghiệp của mình làm điều tương tự. Trong khi đó, nhiều lãnh đạo châu Âu khác tránh bình luận về Trump. Hồi tháng 1, trong một cuộc họp báo ở Paris, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho hay ông sẽ gặp mọi lãnh đạo và tham gia đối thoại với bất kỳ ai vì nước Pháp, cũng như lợi ích của quốc gia. Lãnh đạo Pháp lưu ý rằng ông đã đạt được thành tựu đáng kể với Mỹ khi Trump làm tổng thống, dù gặp thất bại trong một số vấn đề như biến đổi khí hậu hay thuế quan. Tân ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski, người từng cáo buộc Trump làm tổn hại đến mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Tuần trước được hỏi tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, về triển vọng trở lại của cựu Tổng thống Mỹ, ông nhận định, đó là câu hỏi hay mà tôi sẽ giải đáp một cách rõ ràng trên tư cách thành nghị viện châu Âu trước đây. Nhưng với khả năng hiện tại, tôi phải nói rằng, Bà Lan sẽ làm việc cùng mọi Tổng thống Mỹ và chúng tôi sẽ muốn có mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương tốt nhất có thể. Ngày 4 tháng 2, tờ tạp chí Phố Quân dẫn lời những người chứng kiến việc tỷ phú Elon Musk sử dụng chất cấm hoặc được thông báo về thông tin này. Theo họ, có lo ngại tại các công ty về việc vị tỷ phú sử dụng chất cấm và việc ông dùng chung với một số thành viên hội đồng quản trị của hai công ty. Tuy nhiên, hội đồng không mở cuộc điều tra nào về vụ việc. Thời gian gần đây, một thẩm phán tại bang Delaware đã chỉ trích mối quan hệ giữa ông Elon Musk và các thành viên hội đồng quản trị Tesla cho rằng có xung đột lợi ích khi thông qua khoản thù lao gần 56 tỷ đô la Mỹ cho tỷ phú này, thẩm phán đã tuyên bố vô hiệu khoản thù lao quá mức này. Theo tạp chí phố quân, Ông Musk đã thường xuyên sử dụng các chất cấm tại các buổi tiệc riêng tư. Tuy nhiên, ông và luật sư Alex Biro đã kiểm tra chất cấm định kỳ và ngẫu nhiên tại SpaceX mà chưa bao giờ bị dương tính. Một số người bạn và các giám đốc của các công ty do ông Musk quản lý đã nói rằng họ buộc phải sử dụng chất cấm vì không muốn lãnh đạo công ty phật lòng và cũng để giữ lại vốn liếng xã hội của việc ở gần vị tỷ phú. Hồi tháng 1, Ông Musk đã đăng tải một bài viết trên mạng xã hội về thông tin sử dụng chất cấm. Ông cho biết, bất cứ điều gì tôi đang làm, rõ ràng là tôi nên tiếp tục nó. Nếu các loại thuốc thật sự giúp cải thiện năng suất của tôi theo thời gian, tôi chắc chắn sẽ dùng chúng. Hôm ngày 4 tháng 2, ông Elon Musk đã chia sẻ trên mạng xã hội rằng, sau khi sử dụng chất gây nghiện trong một chương trình postcard vào năm 2018, ông đã đồng ý thực hiện xét nghiệm chất cấm theo yêu cầu của Cục Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA trong vòng 3 năm. Tuy nhiên, không có kết quả nào phát hiện chất cấm hoặc nồng độ cồn trong cơ thể ông. Công ty SpaceX của ông đã được phê chuẩn để thực hiện các dự án vệ tinh do thám quân sự của chính phủ. Tỷ phú Elon Musk hiện đang điều hành 6 công ty, bao gồm hãng xe điện Tesla, hãng hàng không gian SpaceX, mạng xã hội X, công ty xây đường hầm The Boring, công ty cây chip vào não người Neuralink và công ty trí tuệ nhân tạo XAI. Ngày 3 tháng 2, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc triệu tập đại sứ Nga tại Seoul sau khi Moscow chỉ trích phát biểu gần đây của Tổng thống Hàn Quốc Jun suk yeol về việc Triều Tiên theo đuổi vũ khí hạt nhân. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Thứ trưởng Trung lấy làm tiếc khi Nga phớt lơ sự thật và bảo vệ Triều Tiên vô điều kiện, trong khi dùng ngôn ngữ thô lỗ để chỉ trích phát biểu của lãnh đạo Hàn Quốc. Thứ trưởng Trung nhấn mạnh điều này chỉ làm xấu đi quan hệ Hàn Quốc-Nga. Trước đó, ngày 31 tháng 1, trong cuộc họp với các quan chức quốc phòng và an ninh Hàn Quốc, Tổng thống Jun nhận định Triều Tiên là quốc gia duy nhất trên thế giới hợp pháp hóa việc tấn công hạt nhân phủ đầu. Trong hiến pháp đã điều chỉnh, trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau một loạt vụ thử vũ khí của Triều Tiên kể từ đầu năm nay. Một ngày sau, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã chỉ trích phát biểu của ông Jun, cho rằng tuyên bố này thiên vị trắng trợn. Bà Zakharova nói những bình luận này đặc biệt kinh khủng trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang chủ yếu do chính sách của Mỹ và các đồng minh bao gồm Hàn Quốc và Nhật Bản. Ngày 4 tháng 2, Bộ ngoại giao Hàn Quốc thông báo trong cuộc gặp với thứ trưởng ngoại giao Nga Andrey Ruzenko, ông Trung truyền đạt lập trường nghiêm khắc của Seoul về vấn đề hợp tác quân sự giữa Moscow và Bình Nhưỡng. Bên cạnh đó, thứ trưởng Ruzenko và thứ trưởng Trung cũng thảo luận về vấn đề liên quan đến chiến sự Nga-Ukraine. Cùng ngày Bộ Ngoại giao Nga cho biết các bên trao đổi quan điểm trong cuộc gặp của Thứ trưởng Ruzenko và ông Chung tại Seoul, Hàn Quốc. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga, phía Nga bày tỏ quan ngại sâu sắc về leo thang căng thẳng mạnh mẽ trong khu vực. Nga tuyên bố rõ ràng nguồn gốc chính của tình trạng này là chính sách khiêu khích vô trách nhiệm của Mỹ, vì mục đích địa chính trị của họ đang cố gắng khuyến khích các đồng minh trong khu vực thực hiện những hành vi gây hấn và gây hậu quả khó lường, kể cả trong lĩnh vực quân sự. Sau khi xung đột với Ukraine bùng phát vào tháng 2 năm 2022, Nga đã tăng cường hợp tác với Triều Tiên, trong đó có lĩnh vực quân sự. Giữa bối cảnh đó, Hàn Quốc phản đối và kêu gọi Nga lập tức dừng mọi động thái nhằm mở rộng hợp tác quân sự với Triều Tiên, Hàn Quốc chỉ trích chiến dịch của Nga nhằm vào Ukraine, song tìm cách tránh gây căng thẳng vì quan hệ kinh tế song phương và khả năng Moscow tác động tới bình nhưỡng. Hàn Quốc đã viện trợ một số vật tư quân sự phi sát thương cho Ukraine, nhưng tuyên bố có thể viện trợ quân sự nếu xảy ra vấn đề đặc biệt nghiêm trọng trong chiến sự nga ukraine. Giao tranh đã xảy ra trong ngày 4 tháng 2 tại lãnh thổ Myanmar gần biên giới Bangladesh, khiến nhiều người bị thương và các binh sĩ Myanmar chạy sang biên giới để lánh nạn. Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới MSF cho biết, các bác sĩ của họ ở Kospaza, thị trấn biên giới của Bangladesh, đã tiếp nhận một số lượng lớn bệnh nhân sau cuộc giao tranh ở biên giới Bangladesh-Myanmar. AFP dẫn thông báo của MSF cho hay, có 17 bệnh nhân đã được đưa vào bệnh viện Kutubalong để điều trị. MSF không cung cấp thêm thông tin chi tiết về quốc tịch hoặc vết thương của các nạn nhân. Bộ trưởng Nội vụ Bangladesh Asa Dujaman Khan cho biết ít nhất 14 sĩ quan biên phòng từ bang Rakhine bất ổn của nước láng giềng Myanmar đã tiến vào lãnh thổ của chúng tôi để tự bảo vệ trước sự tấn công của các tay súng thuộc lực lượng nổi dậy quân đội Arakan AA. Trong khi đó, đài truyền hình Tư nhân Channel 24 của Bangladesh lại đưa tin có ít nhất sau 6, 6 sĩ quan đã tìm nơi trú ẩn, trong đó có 10 người bị thương do trúng đạn. Bộ trưởng Khan nói với các phóng viên ở Dhaka rằng, quân đội Arakan đã lần lượt giành được nhiều khu vực của bang Rakhine. Theo thông tin của chúng tôi, họ đang tiến về phía trước. Các khu vực của Myanmar gần biên giới dài 270 km với Bangladesh, cũng như biên giới với Ấn Độ ở phía Bắc, đã chứng kiến các cuộc đụng độ thường xuyên kể từ tháng 11 năm ngoái, khi các thành viên AA chấm dứt lệnh ngừng bắn được duy trì kể từ cuộc chính biến năm 2021 tại Myanmar. Hồi tháng 10 năm 2013, một liên minh bao gồm quân nổi dậy AA và các tay súng dân tộc thiểu số khác đã phát động một cuộc tấn công chung trên khắp miền Bắc Myanmar, kiểm soát các vùng trung tâm thương mại quan trọng ở biên giới với Trung Quốc tháng một năm nay liên quân này công bố thỏa thuận ngừng bắn do trung quốc làm trung gian song không áp dụng các khu vực gần biên giới bangladesh và ấn độ nơi giao tranh vẫn tiếp diễn giữa bối cảnh chiến sự tiến gần nhiều người dân bangladesh tỏ ra lo lắng và sợ hãi một số cư dân ở vùng biên giới cho hay đã có người thân trúng đạn bay lạc từ myanmar trong khi có giáo viên nói rằng học sinh đã nghỉ học vì lo ngại mất an toàn bộ trưởng khan cho hay bangladesh đã tăng cường an ninh dọc biên giới và sẽ liên hệ myanmar để trao trả các sĩ quan đã chạy sang lãnh thổ nước này Bangladesh hiện là nơi trú ngụ của khoảng 1 triệu người tị nạn Rohingya từ Myanmar. Ngày 4 tháng 2, Tân Hoa xã đưa tin, tuyết rơi dày bao trùm một số khu vực ở miền Trung và miền Đông Trung Quốc kể từ giữa tuần qua, dẫn đến gián đoạn giao thông ở các tỉnh Hồ Bắc, Hồ Nam và An Huy, trong khi mùa cao điểm du lịch Tây Nguyên đán đang diễn ra. Tại tỉnh An Huy, phía Đông Trung Quốc, tính đến sáng ngày 4 tháng 2, hơn 95 trạm thu phí đường cao tốc phải đóng cửa tuyết rơi dày và điều kiện thời tiết giá lạnh đã gây khó khăn cho dòng người hối hả về quê đón Tết Nguyên đán năm 2024, bắt đầu từ ngày 26 tháng 1 và kết thúc vào ngày 5 tháng 3 năm nay. Theo tập đoàn Sân bay Hồ Bắc, cả hai đường băng của sân bay quốc tế Thiên Hà Vũ Hán đều tạm đóng cửa từ tối ngày 3 tháng 2 do điều kiện thời tiết bất lợi. Sân bay này đã phải triển khai biện pháp khẩn cấp để dọn tuyết và băng từ sáng sớm cùng ngày với hy vọng có thể nối lại hoạt động của hai đường băng vào ngày 4 tháng 2. Riêng tại Vũ Hán, hơn 200 chuyến bay đã bị hủy, trong khi đó sân bay tại thành phố Kinh Châu của tỉnh Hồ Bắc cũng đã phải tạm đóng cửa kể từ ngày 3 tháng 2. Đối với dịch vụ vận chuyển bằng đường sắt, công ty đường sắt Vũ Hán thuộc Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Trung Quốc ngày 4 tháng 2 công bố kế hoạch tạm ngừng hoạt động 141 chuyến tàu khứ hồi do tuyết rơi trên diện rộng và thời tiết giá lạnh. Lãnh đạo của công ty này đã phải huy động gần 3.000 nhân viên dọn tuyết trên đường này. Tại tỉnh Hồ Nam lân cận, cơ quan quản lý đường sắt áp đặt hạn chế tốc độ đối với các tuyến đường sắt cao tốc Trùng Khánh Hạ Môn và Trường Gia Giới Cát Thủ Hoài Hóa, khiến một số chuyến tàu bị chậm chế. Từ ngày 4 tháng 2 đến ngày 5 tháng 2, công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn đường sắt Quảng Châu Trung Quốc đình chỉ 20 tuyến tàu cao tốc đi qua tỉnh. Theo Bloomberg, cơ quan khí tượng Trung Quốc đưa ra cảnh báo màu cam về báo tuyết, trong đó 7 tỉnh miền Trung và miền Đông phải hứng chịu thời tiết lạnh giá vào cuối tuần này. Theo dự báo, các khu vực Hồ Bắc, Hồ Nam, Trung Khánh và An Huy bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin, trích dẫn dữ liệu từ Tập đoàn Đường sắt Nhà nước Trung Quốc rằng khoảng 13 triệu hành khách dự kiến di chuyển bằng đường sắt chỉ trong ngày 3 tháng 2. Đài truyền hình Nhà nước dẫn lời Bộ Giao thông Vận tải cho biết đến trưa ngày 3 tháng 2, tổng cộng 56 đường cao tốc trên 9 tỉnh đã bị đóng cửa một phần do băng tuyết. Theo văn phòng đường sắt Thượng Hải, thành phố này đã tạm dừng 39 chuyến tàu cao tốc vào ngày 3 và 4 tháng 2. Thời tiết mưa và tuyết cực đoan lan rộng trong đợt du lịch cao điểm dịp mùa xuân tại Trung Quốc cũng đã làm dấy lên các cuộc thảo luận về việc liệu các sự kiện tương tự như ở miền Nam Trung Quốc năm 2008 có xảy ra hay không. Khi đó, hiện tượng thời tiết cực kỳ hiếm và khắc nghiệt đặc trưng bởi nhiệt độ thấp, mưa tuyết và băng giá kéo dài trên diện rộng tại Trung Quốc đã khiến hơn 5,8 triệu hành khách bị mắc kẹt tại các nhà ga trên cả nước. Canada đang đối mặt với cuộc khủng hoảng về khả năng chi trả nhà ở. Nguyên nhân được cho là do sự gia tăng số lượng người di cư và sinh viên quốc tế thúc đẩy nhu cầu về nhà ở. Trong khi đó, chi phí tăng cao đã khiến việc xây dựng bị chậm lại. Ngày 4 tháng 2, chính phủ Canada cho biết nước này sẽ gia hạn lệnh cấm người nước ngoài mua nhà ở Canada thêm 2 năm đến tháng 1 năm 2027 sau khi quy định hiện tại hết hạn vào đầu năm tới. Trong một tuyên bố, Phó Thủ tướng Canada Chrystia Freeland cho biết là một phần của việc sử dụng tất cả các công cụ có thể để làm cho nhà ở có giá cả phải chăng hơn đối với người Canada lệnh cấm người nước ngoài sở hữu nhà ở Canada hiện hết hạn vào ngày 1 tháng 1 năm 2025 sẽ được gia hạn đến ngày 1 tháng 1 năm 2027. Chính phủ Canada cho biết quyền sở hữu của người nước ngoài đang làm giấy lên lo ngại về việc người Canada bị đẩy giá ra khỏi thị trường nhà ở tại các thành phố và thị trấn trên khắp đất nước. Tháng trước, Canada đã công bố giới hạn giấy phép sinh viên quốc tế trong 2 năm và sẽ ngừng cấp giấy phép làm việc cho một số sinh viên sau khi tốt nghiệp, nhằm hạn chế số lượng kỷ lục người nhập cư vốn đang làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhà ở ở nước này. Sự gia tăng dân số nhanh chóng do nhập cư cũng gây ra áp lực lên các dịch vụ như chăm sóc sức khỏe và giáo dục của Canada, đồng thời khiến chi phí nhà ở tăng cao. Những vấn đề này đã gây ra sức ép lớn với Thủ tướng Justin Trudeau khi các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông sẽ thua nếu cuộc bầu cử được tổ chức vào thời điểm hiện tại. Trước đó, năm 2022, chính phủ Canada đã áp dụng luật cấm sở hữu nhà đối với người nước ngoài. Lệnh này có nghĩa bất cứ doanh nghiệp nước ngoài hay cá nhân nào không phải là công dân Canada hoặc thường trú nhân sẽ không được mua nhà ở nước này lệnh cấm được áp dụng với cả các khu đất trống được quy hoạch để làm nhà ở. Theo Bộ trưởng Tài chính Christina Freeland, việc gia hạn lệnh cấm người nước ngoài mua nhà sẽ đảm bảo rằng nhà ở chỉ được phục vụ cho các gia đình Canada chứ không thể trở thành một loại tài sản để đầu cơ. Số liệu năm 2023 của Cơ quan Thống kê Canada cho thấy những người không cư trú sở hữu 7% tổng số căn hộ ở bang British Columbia và 5,6% ở Ontario. Hiện chưa rõ lệnh cấm có tạo ra sự khác biệt nào đối với khả năng chi trả nhà ở hay không nhưng một số chuyên gia cho rằng việc người nước ngoài sở hữu nhà ở tại Canada là quá nhỏ để có thể tạo nên tác động đối với thị trường. Vấn đề chi phí nhà ở gia tăng được nhiều người cho là do vấn đề xây dựng bị đình trệ. Một số công ty phát triển nhà ở cho rằng lệnh cấm đã tạo ra rào cản trong việc xây dựng nhà ở mới để cho thuê vì nó yêu cầu nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực này không được vượt quá 3% giá trị dự án. Thủ tướng Campuchia Hun Manet chuẩn bị có chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Thái Lan kể từ khi ông lên nắm quyền vào tháng 8 năm ngoái. Theo Nikkei Asia, trọng tâm chính của chuyến thăm Bangkok vào ngày 7 tháng 2 sẽ là nối lại đàm phán về khu vực giàu tài nguyên rộng 26.000 km2 ở Vịnh Thái Lan mà cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền. Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin mong muốn đạt được tiến triển trong thỏa thuận cùng phát triển khu vực này khi việc nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng tốn kém đè nặng lên nền kinh tế nước này trong cuộc họp thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF ở Davos, Thụy Sĩ vào tháng trước. Ông Sreta Tavisin cho biết, hai thủ tướng trao đổi khá thường xuyên trên WhatsApp như một cách giao tiếp thông thường mà không thông qua các kênh chính thức. Hồi cuối tháng 9 năm ngoái, Thủ tướng Sreta Tavisin đã thăm chính thức Campuchia, điểm đến đầu tiên trong chuyến công du nước ngoài của ông kể từ khi nhậm chức. Theo Phó Thủ tướng, Ngoại trưởng Thái Lan Panpri Bahidha Nukara, chuyến thăm chủ yếu tập trung thảo luận về thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại song phương. Tuy nhiên, sau khi phía Campuchia nêu vấn đề giải quyết yêu sách chủ quyền chống lấn đất liền và trên biển giữa hai nước, Thủ tướng Sreta Thavisin cam kết Thái Lan sẽ thành lập một ủy ban mới để thúc đẩy giải quyết vấn đề này với phía Campuchia.